Tin quốc tế tối 16 tháng 8 Quân đoàn tự do Nga kêu gọi binh lính Moscow đổi phe Trang Politico đưa tin, Tổng thống Biden sẵn sàng gửi hòa tiễn hành trình tầm xa tới Ukraine Moscow cáo buộc phương Tây và NATO giúp Ukraine xâm lược Nga Nga tuyên bố tiêu diệt đơn vị Ukraine được trang bị vũ khí NATO ở khu vực Kursk Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên chấp nhận lời đề nghị mở kênh đối thoại Thái Lan có thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử. Quý vị đang theo dõi mục tin quốc tế tối ngày 16 tháng 8 của Đại kỷ nguyên và ngay sau đây sẽ là nội dung của bản tin. Mở đầu là những cập nhật về tình hình chiến sự tại Đông Âu. Thưa quý vị, quân đoàn tự do nga thân Ukraine ngày 16 tháng 8 đã kêu gọi binh lính của Moscow đầu hàng hoặc đổi phe và tham gia cuộc chiến vì tương lai bình thường của nước Nga. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang tấn công vào tỉnh Kursk của Nga với ước tính số người Nga bị bắt giữ từ vài trăm đến hơn 2.000 lính. Không có dấu hiệu nào cho thấy quân đoàn tự do Nga đã tham gia vào chiến dịch ở tỉnh Kursk, mặc dù nhóm này đã thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới hạn chế vào đầu năm nay và năm 2023. Tuyên bố của đơn vị không đề cập trực tiếp đến vụ xâm nhập cos Quân đoàn tự do Nga viết trên Telegram: Các sĩ quan chính trị của bạn, những người ngồi ở hậu phương ấm áp, yêu cầu các bạn đừng đầu hàng mà hãy tự cho nổ tung bằng quả lưu đạn của chính mình. Nhưng hàng trăm binh sĩ Nga phất lờ mệnh lệnh tội ác này. Chọn sống chứ không phải chết để lấy huân chương cho một đại tá nào đó hoặc một biệt thự mới cho tham mưu trưởng Prazerasmov. Cô đoàn kêu gọi binh sĩ Nga đầu hàng lực lượng vũ trang Ukraine như các đồng đội của họ đã làm. Những người muốn tiếp tục chiến đấu vì tương lai bình thường của nước Nga đã được mời gia nhập đơn vị. Một nguồn tin của cơ quan an ninh Ukraine SBU nói với Kyiv Independent rằng lực lượng Ukraine đã bắt giữ hơn 100 lính Nga và Chechnya ở Kursk chỉ trong một ngày vào ngày 14 tháng 8. Ukraine từ chối cung cấp số liệu chi tiết về tù nhân Nga bị bắt trong cuộc xâm nhập Kurs. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng hàng trăm binh sĩ Nga đã bị bắt tính đến ngày 13 tháng 8, trong khi một đại tá Ukraine giấu tên nói với hãng tin The Independent rằng con số có thể lên tới hơn 2.000. Trong một động thái khác, tờ Politico ngày 15 tháng 8 đưa tin chính quyền Tổng thống Joe Biden sẵn sàng gửi hỏa tiễn hành trình tầm xa tới Ukraine một động thái sẽ mang lại sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ hơn cho các chiến đấu cơ F-16 của Kyiv. Theo một quan chức trong chính quyền ông Biden, chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về việc chuyển giao hỏa tiết tầm xa. Nhưng Washington hiện đang xem xét các chi tiết phức tạp, trong đó có việc chuyển giao các công nghệ nhạy cảm và bảo đảm phi cơ phản lực của Ukraine có thể phóng hỏa tiễn nặng gần 1.100 kg, mang đầu đạn nặng gần 500 kg. Tòa Bạch Ốc từ chối bình luận về việc là họ có chấp thuận việc chuyển giao hỏa tiễn hay không. Theo Politico, Mỹ đang xem xét cung cấp cho Ukraine hỏa tiễn GASSM có thể phóng hơn 300 km từ chiến đấu cơ F-16. Trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra bên trong tòa bạch ốc và ngũ giang đài, quan chức Washington cho biết rằng có rất nhiều việc phải làm trước khi bất kỳ hỏa tiễn nào thực sự tới Ukraine, bao gồm cả việc bảo đảm rằng các phi cơ thời Liên Xô hiện có của Kyiv và những chiếc F-16 mới được chuyển giao có thể phóng hỏa tiễn và các mục tiêu cách đó hơn 350 km. GASM sẽ giúp Ukraine tăng cường đáng kể tầm bắn, vì những chiếc F-16 do các nước châu Âu viện trợ dự kiến sẽ không bay gần các phòng tuyến của Nga vì sợ bị bắn hạ. Hoa Kỳ và các đồng minh đã cam kết gửi cho Ukraine nhiều loại vũ khí không đối không và không đối đất cho chiến đấu cơ F-16 của nước này. Nhưng việc chuyển giao GASM sẽ mang lại cho Kyiv loại vũ khí mạnh nhất và có tầm bắn xa nhất trong kho vũ khí của lực lượng không quân Ukraine. Trong một động thái khác, ngày 16 tháng 8, trợ lý điện Kremlin Nikolai Patrushev cáo buộc NATO và phương Tây đã trực tiếp tham gia lên kế hoạch cho cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga. Ngày 6 tháng 8, hàng nghìn binh sĩ Ukraine vượt biên bất ngờ tấn công khu vực Kursk của Nga. Hoa Kỳ và các cường quốc phương Tây bốn tránh xung đột trực tiếp với Nga cho biết Ukraine đã không thông báo trước và Washington không liên quan, mặc dù vũ khí do Anh và Mỹ cung cấp được cho là đã được sử dụng trên đất Nga. Trợ lý Điện Kremlin Patrushev đã bác bỏ những tuyên bố của phương Tây trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Investia. Ông cáo buộc các nước NATO đã gửi vũ khí và đào tạo học viên quân sự đến Ukraine, cung cấp cho họ dữ liệu tình báo. Và trợ lý Điện Kremlin nói thêm rằng nếu không có sự tham gia hỗ trợ trực tiếp của phương Tây, Kyiv sẽ không dám tiến vào lãnh thổ Nga. Các quan chức Washington cho biết, cho đến nay Mỹ vẫn coi cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine là một động thái bảo vệ, trong đó việc ký giúp sử dụng thiết bị của Mỹ là phù hợp. Nhưng họ cũng bày tỏ lo ngại về những rắc rối khi quân đội Ukraine tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Một quan chức Mỹ giấu tên nói rằng, nếu Ukraine bắt đầu chiếm các ngôi làng của Nga và các mục tiêu phi quân sự khác bằng vũ khí và phương tiện của Mỹ, điều đó có thể được coi là kéo dài các giới hạn mà Washington đã áp đặt. Ngày 15 tháng 8, anh cho biết vũ khí họ cung cấp cho Ukraine có thể được sử dụng bên trong lãnh thổ Nga để giúp kỳ giúp tự vệ. Một nguồn tin của anh cho biết xe tăng Challenger 2 của nước này đã được sử dụng trên lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video cho thấy một UAV của Nga phá hủy xe thiết giáp cơ do Mỹ sản xuất ở khu vực Kursk. Một quan chức Moscow cho biết cuộc tấn công của Ukraine và sự hiện diện của thiết bị quân sự phương Tây trên đất Nga đã đẩy Thế chiến thứ ba đến gần hơn một bước. Truyền thông nhà nước Nga, RIA, ngày 16 tháng 8 trích dẫn các nguồn tin cho biết, lực lượng Nga đã tiêu diệt một đơn vị trinh sát và phá hoại của Ukraine được trang bị vũ khí từ các nước NATO ở khu vực Kursk. RIA dẫn lời một quan chức an ninh Nga nói rằng, các mẫu vũ khí nhỏ do Mỹ và Thụy Điển sản xuất đã bị thu giữ tại địa điểm của một nhóm phá hoại Ukraine gần làng Kremiano ở vùng Kursk. Theo vị quan chức giấu tên, quân đội Nga đã thu giữ một khẩu súng trường tấn công cabin 5 tự động do Thụy Điển sản xuất, cũng như một khẩu súng trường tấn công M4 cabin và súng máy M2 Browning do Mỹ sản xuất. Cũng trong ngày 16 tháng 8, ông Mikhail Poloyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine nói rằng việc ký giúp tấn công xuyên biên giới vào khu vực Kursk của Nga là cần thiết để thuyết phục Moscow bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình công bằng. Ông Poloyak cho biết, Ukraine không có hứng thú với việc chiếm Kursk nhưng phải buộc Nga bắt đầu đàm phán về các điều kiện của Kyiv. Các quan chức cấp cao của Ukraine đã nhiều lần nói rằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine cần được tôn trọng đầy đủ trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Trong một tin tức khác, Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên chấp nhận lời đề nghị mở kênh đối thoại. Bộ trưởng Thống nhất Kim Jong ho ngày 16 tháng 8 kêu gọi Triều Tiên phản hồi đề xuất gần đây của phía Seoul về việc thiết lập kênh đối thoại chính thức giữa hai miền ông Kim Jong Ho đã đưa ra phát biểu một ngày sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol đề xuất với Triều Tiên thành lập một kênh đối thoại cấp chuyên viên có thể giải quyết mọi vấn đề. Bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc cho biết Seoul sẵn sàng thảo luận về bất kỳ chủ đề nào, bao gồm phi hạt nhân hóa Triều Tiên, các vấn đề nhân đạo và trao đổi liên triều. Ông nói, để đạt được mục tiêu này, đường dây liên lạc liên triều và các đường dây nóng quân sự mà Triều Tiên đơn phương đình chỉ phải được nối lại Chuyển sang phần tin cuối. Thái Lan có thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử. Theo báo CNA ngày 16 tháng 8, Hạ viện Thái Lan đã bầu bà Pitong Tam Sinhwais, 37 tuổi, làm tân thủ tướng kế nhiệm ông Srettha Thavisin. Bà Pitong nhận được 319 phiếu thuận, 145 phiếu chống và 27 phiếu trắng, vượt qua mức tối thiểu 247 phiếu thuận để đắc cử. Với kết quả này, bà Pitong Tam sẽ trở thành nữ thủ tướng Thái Lan thứ hai trong lịch sử và là người thứ ba trong gia tộc Shinawatra đảm nhận chức vụ này sau bố Thaksin và cô lắc Bà cũng sẽ là thủ tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thái Lan. Bà Pithong Tam cho biết bà rất vinh dự và hạnh phúc sau khi trở thành thủ tướng trẻ nhất của Thái Lan. Bà nói: "Tôi mong muốn cải thiện chất lượng sống và trao quyền cho tất cả người dân Thái Lan". Tân thủ tướng Thái Lan cho biết thêm rằng bố của bà, ông Thạc Thaksin, đã gọi điện chúc mừng và bày tỏ vui mừng khi con gái đắc cử. Kiều Thủ tướng Sareta cũng xuất hiện tại trụ sở đảng Phương Thai. Ông cho biết ông có vấn đề nhỏ cần thảo luận với bà Piton Tan. Khi được hỏi liệu ông có hỗ trợ tân Thủ tướng Piton trong công việc hay không, ông Sareta nói, ông đã trả lời mọi thứ và hôm nay ông chỉ muốn làm người dân bình thường. Thưa quý vị, mục tiêu quốc tế của Đại kỷ nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.